Hôm nay 12 tháng 9, lượt trận cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ đồng loạt diễn ra. Ngoài U23 Việt Nam đã chính thức đoạt vé dự vòng chung kết thì đội đang nắm lợi thế lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á chính là Indonesia. Nằm ở bảng K với chỉ 3 đội, U23 Indonesia sở hữu lợi thế rất lớn do đã thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 9-0 ở lượt trước. Hiệu số bàn thắng bại vượt trội giúp Indonesia chỉ cần hòa Turkmenistan trên sân nhà ở lượt trận thứ hai là chắc chắn đứng đầu bảng để đi tiếp. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn không khó với thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Với lực lượng rất mạnh, lợi thế sân nhà và sự tự tin của các cầu thủ, U23 Indonesia hoàn toàn có thể giành một chiến thắng thuyết phục trước Turkmenistan để nối gót U23 Việt Nam đi tiếp vào vòng chung kết U23 châu Á bằng những chỉ số ấn tượng. U23 Indonesia nắm lợi thế rất lớn để đi tiếp. Trong khi đó, tâm điểm ở lượt đấu cuối sẽ là trận chiến mang tính quyết định giữa U23 Thái Lan gặp Malaysia. Chỉ cần hòa là Thái Lan chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng và đây cũng là tỷ số có thể giúp Malaysia vào vòng chung kết đều suất trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu cầm hòa được Thái Lan, U23 Malaysia sẽ có 4 điểm, giữ nguyên hiệu số bàn thắng bại cộng 2, khả năng cao sẽ vượt qua một số đối thủ như Turkmenistan, Iran, Kuwait ở danh sách nhì bảng, do những đội này đều phải gặp những đối thủ rất nặng ở lượt cuối. Trong khi đó, Yemen đá trận cuối gặp Guam, ngay cả khi thắng họ cũng chỉ có 3 điểm, xếp dưới Malaysia nếu Malaysia hòa Thái Lan. Trong trường hợp U23 Malaysia gây sốc và đánh bại được Thái Lan, khi đó Malaysia chắc chắn đi tiếp còn Thái Lan phải chờ các bảng khác kết thúc mới biết số phận của mình. Tất nhiên, điều ngược lại sẽ xảy ra nếu Malaysia để thua trước Voi Chiến. Danh sách các đội nhì có thành tích tốt nhất.